Trang phụ nữ và gia đình rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một loại kem dùng để dưỡng da toàn thân nha. Thì để làm được cái kem dưỡng da toàn thân này, các bạn cần chuẩn bị những cái nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là mình cần phải có Vaseline. Vaseline thì các bạn nên lựa cái màu hồng như thế này để có chỉ số chống nắng cao nha các bạn. Tiếp theo là mình cần phải có 2 hũ kem sâm. Kem sâm để giúp cho da của mình nó trắng hơn á. Và vitamin B1, vitamin E. Nếu mà không có vitamin E thì các bạn có thể thay thế bằng tinh dầu bơ nhé. Thì tinh dầu bơ thì cũng có cái cách để mà làm ra tinh dầu bơ từ quả bơ như các bạn. Tiếp theo là một lọ để mình đựng cái kem khi mà mình trộn xong nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện ngay nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu công đoạn pha trộn kem nha các bạn. Mình sẽ sử dụng Vaseline như thế này. Mình cho vào đây khoảng tầm 4 muỗng nha. Thì các bạn cũng biết rồi đó, Vaseline rất tốt cho da của mình, nó có khả năng dưỡng ẩm. Ngoài ra thì nó cũng có khả năng là chống nắng với lại là làm trắng da nha các bạn. Thì cái sữa dưỡng thể thì mình thấy là cái loại này là mình thấy dùng nó không có kén da nè, và nó dễ bắt tông á. Có nghĩa là da các bạn ngâm ngâm á thì mình sử dụng cái kem dưỡng thể này thì sau một thời gian thì mình thấy là da của mình cũng mơn mởn hơn nhiều nha. Tiếp theo là mình sẽ cho kem sâm vào. Với cái tỷ lệ là 4 muỗng Vaseline thì mình sẽ cho vào khoảng tầm 10g kem sâm nha các bạn. Một lọ kem như thế này thì nó tương ứng là khoảng 5g nha. Bây giờ mình sẽ múc và mình cho nó vào trong cái chén này luôn. Kem sâm thì nó rất tốt trong cái việc là dưỡng trắng da nha các bạn. Cho các bạn mà bắt nắng mình sử dụng kem sâm nó cũng trắng da lắm, và nó cũng có khả năng chống nắng luôn đó các bạn. Thay vì các bạn đi mua bên ngoài thì nó sẽ đắt tiền hơn nè, khoảng tầm mấy trăm ngàn một hũ luôn á. Nếu mà mình biết được cái cách này rồi thì mình về mình tự mình pha chế những cái nguyên liệu này thì cũng rất là dễ tìm nữa. Cho nên là các bạn chỉ cần pha chế thôi thì mình đã có ngay một cái hũ kem riêng cho chính mình và cũng không có mất nhiều tiền nữa. Cái mùi kem đó là cái mùi sữa dưỡng thể, nó rất là thơm các bạn ơi. Kem sâm này thì các bạn cũng dễ dàng mua ở tại chỗ, những cái chỗ mà bán mỹ phẩm á các bạn, nó cũng rất là dễ tìm. Tại sao nó lại gọi là kem sâm thì tại vì nó có xuất xứ từ Hàn Quốc các bạn, chứ thật ra thì nó cũng có cái tên là ngọc trai nha, kem ngọc trai của Hàn Quốc. Sau đó thì các bạn sẽ đánh đều lên, khi mình cho kem vào thì mình sẽ đánh đều lên. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng vitamin B1 nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây khoảng tầm 5 viên vitamin B1. Các bạn nếu mà mình làm kem với số lượng nhiều thì các bạn tăng cái lượng tỷ lệ lên cho nó tương ứng nha. Tại vì cái này là viên thuốc cứng á, cho nên là các bạn sẽ nghiền nát ra. Thì vitamin B1 thì các bạn cũng dễ dàng mua ở ngoài tiệm thuốc tây nha các bạn. Sau khi mà mình nghiền nát vitamin B1 rồi thì các bạn sẽ cho vào trong cái chén kem này luôn nha. Thì các bạn cũng biết rồi, vitamin B1 thì nó cũng rất tốt cho sức khỏe nè. Vitamin B1 khi mà mình cho vào kem như thế này thì nó sẽ giúp cho cái kem của mình nó được dung hòa, đồng thời là nó sẽ giúp cho da của mình mau bắt tông nha. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Vitamin B1 thì nó cũng có nhiều màu, nhưng mà ở đây mình mua màu xanh nha các bạn. Có màu trắng nữa. Có hai loại nhé. Sau đó thì các bạn đánh đều lên cho kem nó hòa lẫn lại với nhau. Tiếp theo nữa là mình sẽ cho vitamin E vào nhé. Nếu mà các bạn không mua được vitamin E thì mình có thể mua tinh dầu bơ. Tinh dầu bơ thì mình tự làm ở nhà cũng được, hoặc không thì mình ra những cái chỗ mà bán nguyên liệu mỹ phẩm á các bạn, thì họ cũng có bán cái tinh dầu bơ nha. Tinh dầu bơ cũng như là vitamin E này nè các bạn, nó có công dụng là giúp da của mình được dưỡng ẩm hơn. Đối với các bạn mà có làn da khô thì các bạn nên cho nhiều vitamin E hoặc là tinh dầu bơ hơn nhé. Sau khi mình cho vitamin E vào rồi thì mình sẽ trộn đều lên nhé. Các bạn nhớ là mình nên đánh một chiều thôi nha, đừng có đánh nhiều cái hướng quá thì làm cho cái kem của mình nó bị vón cục đó các bạn.
Sau khi mà mình dùng muỗng mình đánh đều khoảng tầm 10 đến 15 phút thì kem của mình nó cũng bắt đầu có cảm giác mịn rồi nè các bạn. Thì những cái hạt kem xăm này nó sẽ tan ra nha. Nếu trong thời gian mình sử dụng thì nó sẽ tan ra chứ nó không có còn lận cận như thế này nhé. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái lọ như thế này để mình đựng kem nha. Thì cái lọ này thì các bạn cũng có thể là sử dụng những cái lọ kem cũ mà mình đã sử dụng hết rồi, mình sẽ giữ lại cái lọ để mình xài. Còn không á thì các bạn cũng có thể là mua ở ngoài ngay chỗ mà bán nguyên liệu mỹ phẩm á, thì họ cũng có bán những cái hộp đựng kem rất là xinh xắn. Bây giờ mình sẽ cho cái kem này vào trong lọ. Với cái lượng kem này thì các bạn có thể là xài trong 1,5 tháng nha các bạn. Kem của mình á các bạn, sau khi mà trộn các nguyên liệu lại với nhau thì nó sẽ có cái độ sánh như thế này nhé. Nó hơi sền sệt nha các bạn chứ nó không có khô nhé. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái cách để mà sử dụng cái kem này nha các bạn. Thì sau khi mà mình tắm xong thì hoặc có thể là các bạn tẩy tế bào chết cho toàn thân xong rồi thì mình sẽ thoa cái lớp kem này vào mỗi tối nha. Các bạn thực hiện thường xuyên, có nghĩa là mỗi tối là mình nên thoa. Mình thoa sau đó thì mình sẽ massage nhẹ nhàng trên toàn cơ thể của mình để cho cái phần kem này nó hấp thụ tốt vô cái da nhé. Thì các bạn thao tác như vậy trong vòng 2 tháng thì da của mình nó sẽ thấy hiệu nghiệm là nó sẽ rất là mịn nè, rồi nó lại trắng nữa. Nếu mà các bạn nào da ngâm hơn thì phải thực hiện cái việc thoa kem này hơi lâu một chút xíu nha. Hy vọng rằng với cái công thức mà trộn những cái nguyên liệu để làm ra cái kem dưỡng ẩm này nó sẽ mang lại hữu ích cho các bạn. Các bạn hãy tự tay làm ra cho mình những cái hũ kem dưỡng da, dưỡng ẩm nè, dưỡng trắng da tại nhà nha. Mình nghĩ là cái công thức này nó cũng không có khó đâu. Chúc các bạn thành công và sở hữu được những cái làn da trắng sáng mịn màng nhé. Nếu các bạn thấy video clip này hữu ích thì các bạn hãy like, share, subscribe cho kênh Phụ Nữ Và Gia Đình nhé.